Dạ. Có thấy ăn không rồi chú nhai luôn, gục 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 luôn chú, là chú nhai ra là nó bể ra nhuyễn luôn hay sao? Cái ngọ. Dạ, nó mua là phải. Dạ, chưa ăn hồi trước hả không? Dạ, dạ. 8 năm căn tôi còn chắc á. Dạ. Chú nhai nhiều luôn. Dạ. Còn bây giờ đó, khi tôi nhai đó là cũng như kiểu ba sồn mà thật á. Dạ. Cái số lượng nó nhiều á. Dạ. Rồi nhai rồi nuốt. Đâu 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 chú hả miệng ra đây. Ồ. Hả sao rồi? Đây quý vị. Quay gần lại. Bây giờ là chú đang nhai những cái viên đá này, ở đâu chú hả miệng ra để con quay gần lại cho bà con mình coi là những cái viên đá là nó sẽ nhỏ lại, nó sẽ nhuyễn lại. Rồi xong rồi là chú nuốt luôn hả? Ừ. Nhỏ hả? À. Nhỏ lại. Đồ ăn vô béo. Rồi chú chọn cái này là gì? Dầu ăn hả? Đồ đó. Ăn vô cho nó béo hả? Ừ. Rồi. Tôi mỗi bữa sáng thì dầu ăn với đường với chanh đầu nước tương để vô ớt rồi húp nửa chén vậy ăn sáng đi làm. Trời ơi. Khỏe. Rồi con hỏi thiệt là chú có lần nào mà chú đi chụp hình hay là chú khám về bao tử hay là cô chú chưa? Có. Rồi người ta lên CT siêu âm cơ thể tôi luôn. Dạ. Rồi có sao không chú, có sao không? Tôi bận công ty á, rồi nó không có mà sao cái ông này, cái cơ thể ông này nó thấy nó khác. Tự nhiên ở trong đó nó vậy. Dạ. Nó là bao tử cơ thể tôi á. Ừ. Cũng như người ta giờ ăn là như giờ sáng sớm mà ăn chanh. Dạ. Với này là gọi là uống đá lạnh, tao không dám mà tôi sáng á ví dụ về quậy đi uống cái rồi uống nước đá lạnh mới đã khác. Uống cái cho no, cái đi làm no rồi hết hết muốn ăn gì nữa rồi. Dạ. Như vậy thì con xin được hỏi chú nè, ví dụ như bây giờ cái người bình thường như con á, con ăn một cái món vặt gì lạ đi, khi mà con đi tiểu tiện á thì nó sẽ gắt hoặc là nó sẽ đau. Như vậy thì chú nhai những cái hộp đá này rồi khi mà chú đi cầu đó thì chú có bị bón hay chú có bị đau gắt gì không? Không, bình thường mà không thấy, rồi đôi khi nói đừng cười á. Dạ. Ngồi dòm coi đá có ra không trời, không thấy đá nữa. Nó đi đâu không biết. Vậy là nó tiêu quá, nó tiêu quá ra. Mà tôi có cần thử nha. Dạ. Tiến Dũng Thái mến chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, và buổi chiều ngày hôm nay thì Tiến Dũng đang có mặt tại nơi tỉnh Đồng Tháp để đến tìm hiểu một cái câu chuyện của một người chú có một cái khả năng rất là đặc biệt. Đó là chú không ăn những thức ăn bình thường như con người của chúng ta. Con người chúng ta thì thường như là ăn cơm hoặc là rau củ quả hay hoặc là thức ăn những món thịt cá. Nhưng mà riêng chú này thì Tiến Dũng vừa nhận được một cái thông tin rất là đặc biệt từ Châu Phú và Thành Hậu đã gửi những cái video đó qua cho Tiến Dũng xem. Đó là chú ăn được những cái viên đá. Và nghe đâu là chú ăn được những cái nhánh cây hay hoặc là luôn cả những khi mà tóc luôn nữa vậy. Đó, cho nên là chúng ta thấy rất là đặc biệt một điều này. Cho nên thì khi video của Châu Phú gửi qua cho Tiến Dũng thì Tiến Dũng có up lên. Thì cũng có nhiều bà con có tin và nhiều bà con thì cũng không tin. Nói đây là chắc có lẽ là dàn dựng thôi. Cho nên là Tiến Dũng trực tiếp đến đây để cùng với Châu Phú một lần nữa sẽ xem trực tiếp chú có ăn được thật sự những cái viên đá ra không. Để cho quý vị khán giả của kênh Tiến Dũng Nhu Cầu Nhân Ái cũng như là Châu Phú sẽ tìm hiểu cái câu chuyện của chú có một cái khả năng đặc biệt này. Thì ngay sau đây, tôi xin mời quý vị chúng ta hãy vào bên trong để gặp Châu Phú. Châu Phú sẽ hướng dẫn Tiến Dũng vào bên trong để gặp chú. Chú sẽ dùng những sao đâu. Ừ. Ừ. Yeah. Rồi đá. Ừ. Rồi để đá vô. Rồi. Xanh lè ha. Ờ. Phải lựa ra cục nào màu khác khác ra ha. Ừ. Quả cỡ thì bọc ha. Màu vàng. Ừ. Màu vàng. Màu vàng. Bỏ cái này. Vàng. Ừ. Ha, rồi. Rồi gì nữa? Sẽ tích tô vô hả Châu Phú? Đưa trộn lại ổng đi ổng trộn. Dạ. Rồi không, để con biết rồi, hôm qua không có dạy con ơi. Châu Phú có học được cái nghề pha trộn của chú ha. Trước tiên á ha là sao nữa, sao nữa? Là thôi xịt vô miếng nước tương trước đi. Xịt tương. Yeah. Quá cỡ vậy ta, giống như là đều quá, giống như anh Trang ốp gỏi vậy ha ta. Có nước nhiều nhiều chút nha. Châu Phú nhiều quá. Nước rồi á. Nước tương nhiều nhiều quá Châu Phú. Chưa con ốp từ từ. Dạ. Ốp từ từ ha. Đường phải gắt cho nó đều nha anh. Đường gắt lên cho nó đều lên. Đúng rồi đó. Cũng như là gia vị cũng như là mặn ngọt đầy đủ nha quý vị. Có cái này tại vì ổng chỉ con làm phải làm từ từ nó mới thấm vô giống chú ướp mà. Mặn ngọt rồi cay luôn ha, ớt luôn ha. Ớt ha. Quả xá hấp dẫn ha. Có ăn cay quá nó nóng lắm. Hôm qua là chú nói là không cho cay quá hay sao? Không cho cay quá, cay quá nóng ha. Nóng mười trong người lắm. Trời ơi hết sức vậy ta. Muốn ăn độc lại ha. Lần đầu tiên mới thấy
Rồi cỡ nhiều thôi, nhiều ớt nè. Anh thấy đẹp không? Đẹp. Để miếng ớt này đây đi, cái bắt đầu anh tiếp tục lần 2, xịt nước tương vô. Xịt vô nữa. Rồi. Cho Phú rồi. Cha Phú nào giờ có chế biến món này chưa mà làm thấy chuyên nghiệp với cha Phú? Có, hôm qua mới học đó. Chế biến rồi mà. Dạ, nếu mà cha Phú này mà chịu đi học nghề chắc mau biết lắm ta. Ừ, học nghề. Ha. Nha. Mau lắm. Đó, xịt cái đường nó tan nè, thấy không? Rồi, ok, đường tan ha. Cho Phú đi. Rồi cha. Sau khi chế đường nữa. Cái nữa vị sau khi mà đường nó đã tan ra và những cái miếng ớt rất là ngon. Thì chúng ta hãy gắt thêm mớ đường nữa đó, cho nó ngọt ha. Dạ, gắt đường lên thêm ha, cho nó đậm đà hơn ha. Rồi, quả hấp dẫn rồi quý vị ơi. Coi như là một dĩa đá ướp nước tương. Dạ, nước tương. Dạ, và vâng, kính thưa vị, sau khi cái món ăn mà Châu Phú đã chế biến tương đối đã hoàn thành, thì Châu Phú sẽ mời quý vị cùng dùng với lại anh. Dạ, cùng mà dùng với hai anh em Châu Phú. Nè, miếng đi. Anh hấp nước thì được, không nước được. Vừa ăn không? Vừa. Cái này mà có miếng chanh nó nặng vô nữa cho nó chanh hả? Tái chanh đúng rồi. Chanh quên thiếu miếng chanh. Tại vì á em quên. Nước tương cho đường. Cho con miếng chanh. Ớ, cho con miếng chanh. Cho miếng chanh nữa cho nó hơi đậm đà hơn, có vị chua chua chút xíu nữa nó sẽ ngon hơn. Hôm qua thiếu chanh, đúng rồi, hôm qua còn chanh. Miếng chanh nữa, nó đậm đà hơn. Con xin miếng chanh. Thì ra là hạnh cũng được nữa. Cái chanh với hạnh biết không? Để cho nó thơm cho cái gia vị nó sẽ đậm đà ngon hơn nữa. Em quên, có chanh nữa. Ở đâu để anh làm thêm muỗng coi. Anh thấy cũng hấp dẫn quá, để anh nhai thử coi. Dũng ốc khó. Không gì. Rồi anh Dũng ăn đá luôn hả? Chưa, đó miếng chanh này vô. Dạ. Nhảy ra không luôn. Nhảy ra. Anh chỉ hút gia vị thôi. Bỏ luôn nghe, đừng bỏ vô đây nghe. Anh chỉ hút cái gia vị thôi chứ không sao cháu nuốt tiếp tục. Bây giờ cái món này á là nãy giờ quay vậy thôi, bây giờ còn thiếu một món là chanh. Món hạnh nè, chanh nè, thơm. Tái chanh vô cái nữa ha, tại vì đầu bếp mới học có ngày quá à, bởi đó tái chanh phải điều đúng rồi, phải điều vô đúng rồi đó. Để luôn miếng chanh lên đây cho đẹp ha. Để luôn hột chanh luôn cho chú ngay luôn hay sao, hay là bỏ ra? Không, bỏ hột ra, bỏ hột chanh nhai đắng lắm. Rồi mình lấy hột chanh ra đi ha. Rồi. Rồi ok. Okay. Xong rồi ha. Rồi. Quá tuyệt vời. Một dĩa. Thấy sao rồi, anh ăn sao rồi? Nãy thấy sao, nó vừa ăn không? Ngon rồi, vừa rồi. Để em húp thử miếng. Thử rồi. Có mùi này vô là cái mùi hạnh vô sẽ ngon hơn nữa, thấy không? Trời ơi, vừa ăn dữ không? Khú. Ngon dữ hả? Nè. Ngó thấy không? Vừa ăn không? Có vị ngon này. Có vị chua chua, có mùi hạnh vô nữa là thơm hơn nữa. Chú Sáu làm thử miếng chú Sáu. Chú Sáu thử chú Sáu. Chú Sáu nó sợ, chú Sáu nó, chú Sáu còn mấy cái găng nữa, chú Sáu có miếng nhai đâu hủ. Rồi đi. Tiếp. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào bên trong để gặp chú nha. Và một nhân vật rất đặc biệt. Rồi vâng. Tiếp tục quý vị, bây giờ hai anh em của Châu Phú đã làm thành một cái món là đá. Gỏi đá. Dạ. Ta thường thường ta gỏi đu đủ hay hoặc là gỏi xoài. Gỏi này kia, con này là gỏi đá. Nhưng mà cái này mình đem theo miếng xoài nữa mình chấm ăn ngon nha. Phải, anh hỏi thiệt cho Phú à. Dạ. Bây giờ anh hỏi thiệt nha. Sau khi mà hôm qua mà Châu Phú với Nậu quay xong đó rồi, chú có đi bệnh viện không? Không. Hả? Có đi bình thường mà. Có đi bệnh viện không chú? Ông ăn hoài. Có đi khám bệnh ổng chưa? Không. Có bị sỏi đá, sỏi gì không? Sỏi thận gì không? Không. Không có hả? 8 năm rồi. 8 năm nay. Bao nhiêu rồi? 8 năm rồi. Ừ. Vậy là khỏe mạnh bình thường nha. Ừ. Tại con sợ ăn hết này thương rồi chiều đứa đi cấp cứu xong rồi. Dũng. Dạ con Tiến Dũng như còn những ấy thì con vừa qua cũng xem được thông tin từ các kênh YouTube của các bạn tại lang thang miền quê. Dạ. Châu Phú và Thành Hậu thì được biết chú có một cái khả năng rất là đặc biệt. Đó là chú ăn những cái viên đá này. Thì cho con hỏi là chú đã dùng cái món thức ăn này là được bao lâu rồi chú hả? Ta còn đây là tháng này là tháng 11, còn mấy tháng nữa tháng giêng là được 8 năm. 8 năm rồi mà tôi không cho ai biết. Dạ. Bởi vì khi tôi ăn vợ con tôi quá trời là thấy điều nó cự luôn, nó sợ tôi chết đó. Rồi thấy vậy dạ. Tôi âm thầm tôi ăn rồi tôi không dám cho ai ở nhà, bởi vì tới giờ luôn rồi. Dạ. Như vậy thì cái nguyên nhân gì mà chú lại phát hiện mình có một cái khả năng mà ăn được những cái viên đá này? Là cũng như là tôi có một cái viên đợt đi Châu Đốc á. Dạ. Rồi núi cấm đó. Rồi trong một cái đoàn á là ta đi mà rồi tượng Phật đồ để rồi mấy ổng nhảy lung tung đùng bàn á. Dạ. Rồi là 7-80 người làm vậy rồi đi, rồi tôi ngồi ở ngoài.
Tôi thấy vậy tôi ngồi ngoài mà tự nhiên ngồi trên cái tảng đá đó rồi đầu cảm giác nó mình không được vui. Dạ. Sao mà đi núi mà mình tới đó rồi mà về cái tâm không có. Rồi dạ. Tự nhiên cái tôi cầm đó gần như kiểu mà ngồi buồn mình một rồi ngồi vỗ chơi đó rồi dạ. Sao tôi thấy đá nó nứt ra. Nứt ra. Ờ. Dạ. Ờ mình đổ nhẹ thôi đó rồi thấy vậy mới cầm thử rồi mới để ngăn ngăn á, dạ. Cắn rồi cái đậu mềm. Dạ. Ờ ăn được cỡ đậu bắt đầu lấy ra cái đũa. Sao mình ăn này mềm được ta? À. Ờ rồi từ đó là bắt đầu là rồi tôi chọn cái chỗ nào mà thấy đá mới ra vậy nào dạ. Mới ra tôi mới ăn được cái nó ủa sao bữa nay ăn lại có hương vị lại nó như hụt mít vậy à, à tức là nó có bụi bùi luôn bùi hả, bùi, hả như hụt mít luộc á vậy hả mà rồi khi đói ăn nó ngon dạ thèm chảy miếng à nói ăn cái đi thèm thiệt vậy hả ừ vậy là đừng nhắc là tôi thèm à nhắc là thèm bắt đầu chú nhai thử dài viên cho con diễn kiến coi dạ rồi dạ rồi chú nhai luôn gục gục luôn chú nhai ra là nó bể ra nhuyễn luôn hay sao cái nọ dạ nó mua là phải chưa ăn hồi trước ha dạ dạ tám dạ. Năm cân tôi còn chắc á dạ tôi nhai nhiều luôn dạ còn bây giờ đó khi tôi nhai đó là cũng như kiểu ba sồn mà sực á dạ cái số lượng nó nhiều á dạ rồi nhai rồi nuốt đâu chú hả miệng ra đây ừ. Ồ sao đây quý vị quay gần lại bây giờ là chú đang nhai những cái viên đá này ở đâu chú hả miệng ra để con quay gần lại cho bà con mình à. Coi là những cái viên đá là nó sẽ nhỏ lại nó sẽ nhuyễn lại à. Rồi xong rồi là chú nuốt luôn hả ừ hả nhỏ lại đồ ăn vô béo rồi chú chọn cái này là gì dầu ăn hả đó ăn vô cho nó béo hả ừ rồi tôi mỗi bữa sáng dầu ăn với đường với chanh đầu nước tương để vô ớt là tôi húp nửa chén vậy ăn sáng đi làm rồi khỏe á rồi con hỏi thiệt là chú có lần nào mà chú đi chụp hình hay là chú khám về bao tử hay là cô chú chưa có rồi anh người ta lên CT siêu âm cơ thể tôi luôn dạ rồi có sao không chú có sao không tôi bận công ty á rồi nó không có mà sao cái ông này cái cơ thể ông này nó thấy nó khác tự nhiên ở trong đó nó vậy dạ nó là bao tử cơ thể tôi á ừ cũng như người ta giờ ăn là như vợ sáng sớm mà ăn chanh dạ với này là gọi là uống đá lạnh tao không dám mà tôi sáng á ví dụ về quậy đi uống cái rồi uống nước đá lạnh mới đã khác uống cái cho no cái đi làm no rồi hết muốn ăn gì nữa rồi dạ như vậy thì con xin được hỏi chú nè thí dụ như bây giờ cái người bình thường như con á con ăn một cái món vặt gì lạ đi khi mà con đi tiểu tiện đi tiện á thì nó sẽ gắt hoặc là nó sẽ đau như vậy thì chú nhai những hộp đá này rồi khi mà chú đi cầu đó thì chú có bị bón hay chú có bị đau gắt gì không không bình thường mà không thấy rồi đôi khi nói đừng cười á dạ. Ngồi dòm coi đá có ra không trời không thấy đá nữa thôi ờ nó đi đâu không biết vậy là nó tiêu quá nó tiêu quá ra mà tôi có cân thử nha dạ ví dụ tôi cân cái gì này nó giờ đây là nửa ký đi dạ tôi cân tôi rồi tôi ăn vô nặng thật nửa ký mà ngồi hút trên một cái thuốc lên cân cái sao thấy nó lưng lại à. Yếu ký lại làm như nó tiêu quá đó yếu vậy ký. Hả ngộ gì ta nhiều khi nó có vậy rồi tôi thấy vậy rồi tôi ăn mà tôi cảm giác no dạ còn bữa nay ví dụ là ăn nhiều nó no rồi tôi khó ăn cơm mình cũng là ăn vẫn còn cái ngày thèm á dạ tôi ăn ví dụ là họ nói nó đúng ra là trước giờ là thèm á nhưng mà ăn là khoảng là lưng chén này đã no tôi rồi dạ chứ không ăn được nhiều nữa nha ừ đó là từ trước giờ vậy nó no còn bình thường đó đi vô cái tự nhiên tôi ngâm lấy đồng bàn đậy đó dạ vậy là vô vậy cái cầm đút vô miệng dạ là ăn quả đi vô ra ai dạng hội dĩa lưng kiếp rồi sợ không có đá ăn nữa dạ tôi tưởng tượng tôi nghĩ là lúc chạy ở đó giường đó rồi không có đá mi rồi ăn gì cũng đã đá đó ăn nuốt được nuốt tắt cổ chết sao vậy ha nghe không được rồi có khi nào thèm quá chú đập mấy cục đá to ra cho nhuyễn rồi chú ăn không không tờ là khi có nhuyễn vậy thì tôi ghé ủy ban rồi tôi hỏi xin sợ nhiều khi nói tôi ở ăn cắp nữa kia đồn tôi bắt á dạ có ông nhiều khi nói cái nhét nạ 10.000 ấm mì đi ông nội ơi ăn đá ăn chi vậy vậy hả rồi, rồi tôi đầu từ đó là sao tôi không dám hỏi tôi đi chỗ khác dạ sợ tao biết á coi như là thèm đá rồi phải đi kiếm phải đi xin vậy luôn để mà ăn luôn ừ thôi ơi nhai rập rồi găng chú có mẻ có gì không ừ. găng có gãy có mẻ không găng tôi hả dạ hồi trước giờ là găng tôi là cha mẹ tôi nó máu nó đẻ găng ra găng không được tốt nó cũng ấy dạ. Mà đều ăn đá thì thấy nó ngon nó cũng cứng không gì dạ chứ nhai được cái thôi chứ nó chứ không có nghe chú nhai là cái hàm con nó cứng cái chân nó ê găng cái nhưng cục này cứng cái đầu nuốt giọng dạ ngon nó béo bị có cái này nè ngon nó béo luôn ha ừ. Quá cỡ vậy ta phải nói là một người có một cái khả năng rất là đặc biệt quý vị coi như là từ trước tới giờ Châu Phú có thấy những cái người nào có khả năng này chưa chưa anh chưa ha luôn bác sáng mấy tuổi bác có thấy chưa bác
cũng không thấy luôn. Dạ. Dạ. Coi như là phải nói là chú làm tôi này mà nếu mà nếu sau này có duyên ha. Dạ. Nói rồi đi nước mà đó thôi ra được thế giới ha, là tôi ăn no cơm mà tôi chịu bụng để bụng đói đó ăn nhiều nó mới no. Còn nếu mà ăn cơm no rồi ăn vô miếng no nữa cái bụng mình đâu chứa hết. À, có thể là ví dụ ăn là bây giờ hiện giờ ăn nhiêu đây. Dạ. Mà nếu nữa có dịp mà đi gặp nước trong nước ngoài để là mình ấy thôi không phải mà cái nói gì. Dạ. Là cái mình ăn nhiều lên dung lên giống như ăn coi như mình để bụng đói để mình ăn nhiều hơn. Ăn nhiều hơn. Chứ không phải là một dĩa như thế này hay hoặc là dĩa như này ha. Mình ăn tùy ra là ví dụ là người ta ví dụ là có nghĩa là người đó ăn là nhiêu đây. Dạ. Mình tập có thể mình ăn ít hơn. Dạ. Ta chút. Và ăn nhiêu là mình nhiêu lên là để vậy. Còn đây từ đây sau là tôi từ ngày nay tới mai anh em mà tới như vậy. Dạ. Tôi vui mừng bắt đầu là tôi phát huy trong từng nữa lại hôm nay căng là tôi lên mập lên. Dạ. Lên ký tôi ăn này được thiên mà vẫn làm việc mà tự lên ký. Rồi thường ngày là chú có ăn cơm ăn cá gì như bình thường như tụi cháu không? À, có, tôi ăn cơm, tàu hũ, dưa leo, nước tương, ăn đầy đủ hết, không thiếu món gì á. Còn cái món đá này là cái món phụ theo hay là món chánh? Giống như là khi tôi đi trên đường là đi Châu Đốc là đi đến ăn này no chừng nào về nhà ăn cơm. Dạ. Coi như là chú đói là chú có thể ăn đá để dọc đường ăn thay cơm được luôn. Cơm bỏ cúp xe vậy nè, gọi đầu lấy ra. Dạ. À, chú thủ sẵn một bọc đá trên xe vậy hả? Ờ đang mình ăn chứ để đói là ai cho mình ăn. Thường thường thì Châu Phú hồi nãy Châu Phú là thủ bánh chuối với bánh phồng rồi này kia, còn chú thì chú thủ đá. Chú là mà cho hỏi á là con nghe kể á, là ngày xưa chú đi núi. Ờ đi núi. Chú đói hàng sao mà chú cầm cục đá nghe nói cái lúc đó tại sao mà chú đập cục đá ra chú bóp. À, không, cục đá bự bằng mặt bàn tròn không có đập mà vì tức cái người đi mà trên đòn mà tượng Phật là thờ mà bằng cái là trên là bằng dán rồi nè rồi để tượng Phật đó. Yeah. Rồi vô cúng lại đi ai về rồi múa nhảy làm như hát bội vậy đó. Yeah. Cung kinh tượng Phật rồi tự nhiên tôi động lòng. Yeah. Tôi ra đó tôi ngồi là kiểu mà tự trong lòng tâm mình rồi mình tức nó cũng kiểu mà nói là than thở là tức mình dỗ rồi cũng mệt đó ai về dỗ rồi sao mà tự nhiên thấy đá nó làm như giống mình dỗ miếng trắng đó rẹt rẹt vậy đó. Rồi gọt đầu thấy vậy mới cầm mới để vô miệng đó. Rồi từ đó rồi đầu rồi vậy rồi tự nhiên là không biết làm sao hứng người ta về rồi ăn được vậy khoái nó tôi ở tôi cũng về. À, người ta năn nỉ tôi về ai về cái đầu thấy tôi ăn vậy đó, trên đường á rồi vậy bỏ mặt tôi luôn. Dạ. Trốn tôi về trơn miên đòn rồi tôi lưu thủ bắt đầu là đi tìm xe đi về Tiền Giang mà sợ tôi sợ từ đó tới giờ tôi trốn tôi không dám nói. Dạ. Mà trong khi tôi mừng á tôi để ý nghe là khi tôi khoác cỏ mệt á là đây tôi đánh thoáng là tới ở giường á ăn hai đầu người á ba bốn mẫu mà mình tôi làm á trồng cam á nghe. Rồi à, tôi đói cái này lên là vậy đó là tôi quất nhiêu đây là trò phát tới 9 giờ vô tắm rửa ngủ thảnh thôi. Ngon lành khó ăn cơm. Dạ. Rồi sáng bắt đầu cái là mình bắt là cơm lên thì ăn miếng rồi ra làm. Còn cái này trực tiếp là trong cái lòng bàn. Dạ. Rồi ông chủ ông xuống ai về tình cờ ông dở gặp lòng bàn cái ông thấy đá. Bắt đầu âm thầm xin nghỉ làm 4 năm trong đó. Có cầm cái trái cái đầu là cái ông ra ông nói mày ăn đá ba khuyết đường được không? Ôi thấy cỡ rồi nghỉ. Vậy hả? Rồi ổng đổ đá mì để xe ăn chạy đó. À, chú ăn đá mà khiếu con đường rồi là... trong nhà đường đổ vô trong sân thôi. Dạ. Ủa ở 4 năm mà. Mà có ăn không? Có lấy đá của ổng ăn không? Có, hốt ăn bị có. Đá nhuyễn đem đổ, ta đổ đường cho ổng đi vô nhà, trong hàng rào nhà thôi. Nó đổ vậy nè, cha ăn ra đá mì này nè. Ăn khuyết con đường luôn. Rồi ổng đổ xe, ổng nói đâu sao mà đá lại thấy khuyết, nó dựng dở đồng bàn, ổng mới... ổng hồi nghi tôi mắc cỡ từ hai tôi nghĩ là từ chú xin nghỉ ha. Dạ cũng thương quá ha. Thương ha. Tôi mừng tới cam có trái từ chồng đó rồi giờ tôi mới về đây giờ tôi ăn đi dọc đường ở đây gai gai hoài. Về công việc hiện ngày của chú hiện nay là làm gì? Trời ơi lúc này trước á là tôi đi mần thuê ai kêu đóng ghe. Dạ. Ai kêu các nhà mà nhà cây á mà giờ còn đâu nữa nhà tường hết rồi ai kêu tôi là đóng tủ bằng ghế. Ai kêu đi mần hồ, mặn gì miễn có tiền tôi sinh hoạt cho gia đình đó thôi, bị gì không có làm ruộng. Dạ. Vườn gì hết, không có đất mà. Đi mần mướn vậy thôi. Nhưng mà khi tôi là cái tâm tôi đi làm vậy đó, có được 10.000 thì đầu tôi thấy đã khó khăn tôi chức ra, bị tôi còn tay còn chân, thấy nó bệnh đó. Tôi chức ra 5.000, tâm tôi ngang, chừa lại đủ sống gia đình thôi, bởi vậy tới giờ vẫn còn nghèo. Mà cái sức sống tôi giàu tình thương. Giàu không ai bằng. Dạ, coi như là chú nghĩ là cái đó. Chú có một cái tâm đơn sáu đây nè tôi mới vô hỏi ổng. Dạ. Gửi là cho con lên đây ở làm phụ công việc từ thiện với chú sáu ở đây ha. Đóng đóng những cái chiếc hòm ha. Không hòm mới thì chưa. Dạ. Cái ổng mới cho anh làm rồi là khuê thuốc này kia đồ rồi tôi mới thấy cây rồi đó tôi mới hỏi thăm chú út nè nói sao mà cây quá mà không xài để mục. Dạ. Ổng nói tự thuốc này kia đồ không có ai đóng cây có nó là vậy thôi cưa đi con đóng cho
Dạ. Rồi thấy vậy sáng trở lên trên cái phòng chảnh cho coi kiểu. Rồi về tôi đóng đó cái thấy đóng rồi cái đầu tự ý tôi thấy ở cây nó tôi phát huy lên nói thoải mái ăn sắm đồ đi con đóng hòm ở đây. Đó. Rồi về bàn gia đình là tôi sau này ở đây là cho tới còn sống thì tôi làm mà chừng nào chết tôi hứa tôi không làm nha. Chết rồi đâu làm được. Dạ. Dạ thưa chú thì con biết chú là có khả năng ăn đá này rồi. Thì thí dụ như chú có ăn được những cái món gì mà lạ hơn đá này nữa không? Dạng như là cây hay hoặc là tóc gì đó con nghe nói á. Tôi là thì kể mình nghe thôi nha nhưng mà ví dụ phát huy giờ tôi chưa phát huy đâu. Dạ. Cũng như tôi ăn này, còn đó trước giờ hết tóc tôi là lại tiệm đó của tôi là rồi đưa miệng ăn hết. Thôi. Là chú lấy tóc chú tự ăn luôn. Nếu mà nó ra rồi sao mà tự nhiên tôi ăn tóc tôi rồi biết giờ tóc nó là mấy tháng rồi 5-7 tháng giờ nó vậy nó không ra nó còi còi. Rồi còn hồi trước mỗi tháng nó hết á rồi tôi mới ăn rồi người ta không lấy tiền. Dạ. Cho nên tôi ngại. Rồi tôi nói thôi vậy tóc ông đừng ra ra người ta không lấy tiền tôi nghiêm người ta hết. Dạ. Của mình á. Rồi thôi giờ tới giờ nó là cái nó còi 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 nó không ra cũng như kiểu vậy nó sợ là người ta không lấy tiền tôi hoài á. Ta trước khác là không lấy mà là ăn đá tóc nó không không ra ta cái đó không biết hay là về không có này tôi mới cạo tháng 7 nè ví dụ như bây giờ những cái nó ra mà đều nó ra chậm xì ha dạ ăn được tóc nè rồi là chẳng hạn ví dụ là cọ đó là đem muối là đi địa đồng bằng là đi ra ruộng là đem muối từ sáng chiều không ăn cơm là ăn cọ là cỏ đó với muối cỏ rồi là rau gì cũng là cạp vô miệng ăn sống không à. Rồi hoa củ quả đồ ăn sống không không có dùng qua lửa dạ hay là ví dụ như củ khoai đồ thì nướng còn thích nào sống thì sống còn khoai lang đọt thì ăn sống dạ lang khoai muống là ăn sống rồi củ cải trắng là tôi thích nghi đó củ trắng cải đỏ cũng ăn sống trộn gỏi ăn dạ rồi bầu bí ăn sống hết dưa leo sống hết chứ không có luộc không có hấp gì hết ha còn mì gói cũng sống luôn dạ bởi vì tôi đi làm là không có mang theo dụng cụ chỉ có quần áo mặc ha dưới cây giỗng này rồi đó là chiến đấu là tự sống ha là đi ngoài đó xung quanh mình là cái gì cũng sống được hết rồi khát nước là không mang nước nước thì xuống đìa ao đó khạc nó uống dạ chứ ví dụ như những cái món mà chú nói như là rau củ quả này chú ăn thì nó đó là rất là cũng tạm là bình thường đi nhưng mà cái món này là con thấy là rất là đặc biệt nè thôi bây giờ để không mất thời gian khán giả cũng đang chờ với các cô chú mình nè cũng đang chờ chú thưởng thức mà tiếp tục những cái phần đá này thì bây giờ xin mời chú nha và đây bây giờ chú đang nhai tiếp tục nha quý vị nhai tiếp tục chú nhắm ăn hết cái dĩa này hết được tốt hết luôn hả hết hết rồi chưa đủ nhưng nữa tại vì tôi muốn ngồi chừa bụng để ăn cơm rồi cái trái dưa leo này là chú để đây là để làm gì để đây nè đó để đó để hồi nó có nghĩa là ăn quả tôi nói hồi đó vậy chấm vậy đó chấm vô chấm vô ăn kèm với đá luôn kèm dạ tôi chín rồi được luôn rồi xoài bỏ xài rồi được luôn ăn cũng vậy luôn ha thôi giờ cho con thấy dĩa xè xài con cũng thèm quá chả miếng à bây giờ cho con cắm ké vô đây ha cắm ké vô nước này con ăn cái bây giờ chú ăn đá thì rồi con ăn xoài tại vì con không có khả năng đặc biệt đó giống giống em miếng anh giống thấy chú nhai hai anh em cũng thèm quá mà đều không dám ăn đá ăn xoài thôi chú ăn được rồi ăn nhiêu được rồi chú ngồi phạt rồi bụng ăn cơm như là dần bữa ăn thật sự chứ không phải người ta ăn rồi nhai rồi hay là ấy bỏ không có dạ mà không đi rớt tôi còn lụm tiếc đôi khi có chỗ không có đó một miếng khi đói bằng có khi no vậy là chú có một cái ước mơ là thí dụ như mà có một cái chương trình nào mà giống như là kỷ lục đi kỷ lục Guinness gì đi mà ăn được đá như thế này thì chú có tham gia không nếu mà trong cái nội bộ tôi nói vậy nếu mà trong cái chương trình anh em mà như vậy nếu mà sau này đó là tôi tham gia mà tôi phải có một cái ý kiến là đó là tham gia rồi để về sau này tất cả là mạnh thường quân này kia đồ mình thấy như vậy thì ủng hộ cho là ông sư phụ Lê Ông Sáu tại phòng thuốc này ha là trong đây là từ đây về sau để duy trì hoài bây giờ tôi hứa đây tôi mới làm cho tới mãn phần mà đó, còn chừng nào tôi bệnh đau thì là tôi ngưng mà hết bệnh thì làm mình phải nói phòng thủ vậy chứ nào ngay cũng đỡ giữ bệnh đau thì... coi như là nếu mà có một cái chương trình nào mà mời chú mà để tham gia những như là kỷ lục nhất hoặc là những cái chuyện lạ gì đó ha mà chú ăn đá này kia thì nếu mà có được những phần thưởng đó thì chú cũng trợ duyên này cho chú Sáu để cho chú Sáu làm từ thiện với chú hả thành ra bởi vậy tiếp qua lại nhau bằng tình thương cũng như đây nè Châu Phú nè với Tướng Dũng rồi giờ tiếp ổng mà tới liền thăm liền liền nghĩa là tôi thấy là tôi đây sức sống khỏe vậy ha rồi con hỏi tiếp này là mấy tháng qua lần chết luôn vậy nha bây giờ chú lo cho chú Sáu rồi vợ con chú nhà ai lo vợ tôi ở nhà thì bây giờ là cuộc sống tôi nói đó chuyển làm sao là có được chén cơm manh áo vậy thôi còn nếu mà vợ tôi mà có cái với con tôi mà có ước mơ đòi hỏi là cao đó thì tôi nói một câu
À, thôi à, cái đó là ngoài ý muốn của tôi. Dạ. Bởi vì cái tâm của tôi vậy mà làm sao mà trùng được, thấy dạ. không? Cái tình thương vẫn thương. Coi như là cuộc sống vợ con chú ổn định chưa? Hiện giờ hiện chưa ổn định. Dạ. Ăn gạo chợ nước xong rồi à, ngay bà xã chú làm nghề gì? Không có biết làm gì hết, là bởi vì ốm yếu rồi cũng trong mình không khỏe. Bà dạ. ở nhà với đó rồi lo cơm dạ. nước rồi vậy thôi chứ dạ, không ai chú... không ai dạ. bà đi bằng mướn thuê người ta mà không nổi. Dạ. Ở yếu xìu có ba mấy ký. Ừ. Thôi giờ đó. Mời bà vô đây làm với chú đây xong đi. À, ngủ ở đây rồi bà nhà mới lo cơm nước rồi bà không có chịu đi. Dạ. Nên cũng như dạ. tôi dẫn đường này á dạ. là tôi nguyện từ lâu rồi. Dạ. Là trong tâm tôi thích á. Còn vợ tôi nào ngay cũng như là cũng thích nghi mà điều là bà thấy cuộc sống còn ấy đó, người lo con cái đó. Dạ. Cho nên bà cũng chưa có chịu hợp tác với tôi. Ừ. Ra thôi tôi mới đi làm vậy nè, rồi ngày nào mà quẩn á. Dạ. Cái tôi đi bằng hướng ở ngoài. Nhưng dạ. chú Sáu không nói thôi giờ ở đây đi, ổng sẽ tài tài trợ tháng cho là tôi được 3 triệu. À chú Sáu tài trợ cho chú 3 triệu. 3 triệu á, rồi ổng hứa là đặng tôi gửi về nhà. Gửi về nhà cho phụ vợ con. Phụ vợ con. Chứ nếu mà mình mà đi làm từ thiện mà vợ con ở nhà mà đói á thì mình cũng làm cũng không nổi đâu. Dạ đúng rồi, coi như là Đức Thầy cũng có nói là việc nhà quý bạn đã xong mới hiệp nhau làm phước rửa lòng hiền nhân. Dạ. Vợ con thì chú cũng phải phụ tiếp thì cũng quá ok rồi. Dạ. Coi như là chú cũng xả thân. À. Còn bây giờ cái dĩa này của Châu Phú nó mới làm nè, đâu chú ăn thử cái dĩa bên đây coi. Dĩa nào cũng được hết á. Dạ cái dĩa này mới chắc này giờ cũng thấm á chú ha. Ừ. Nó môi là thật. Ừ. Cái của con nó mềm không chú? Không hả? Nhai cúp cúp giòn không không giòn không nó giòn hơn hả? Giòn nếu mà ngâm lâu lâu á mềm á. À đúng tôi biết đó, đó đá này nó chưa qua đó. Dạ. Ừ. Chưa qua xử lý ha. Ừ. Thôi được rồi, nhiêu được rồi chú. Dạ, dạ. Coi như là mới thì nó sẽ giòn hơn. Ừ. Còn mình ngâm qua đêm thì nó sẽ mềm hơn sao chú đá. Ờ, ngâm cỡ chỉnh tôi lấy mới về về kho là cỡ này đó, nó trộ ăn đưa vô mềm kho đó hả? Không phải trong kho nó mới xuất ra. À. Trên kho chỉnh đổ kho gì đó đổ về. Đổ về đó lạc đầu là trời tôi nó mềm hơn, thơm hơn đó hả? Thơm ăn vô nó vậy có thơm. Bùi ờ bùi cũng như mình qua hơn. À, chú để thêm miếng dầu ăn nào vậy. Thôi ăn. Dầu ăn vô đây chỉnh ấy. Để ăn cơm chút. Yeah. Quá đặc biệt ha. Yeah. Nhưng mà chú cho hỏi như bình thường không có mấy anh em con bình thường chú có ăn không? Có ăn rồi mà điều à ông bà chú vô đây chú ăn lén hay là ăn sao? Không lén không ai biết chứ không ai biết chú vô đây được bao lâu rồi chú? Đâu hôm bữa tháng 8 tới nay mùng 1 tháng 8. Dạ yeah. Sao mà chú phải ăn lén chú? Thì tôi sợ cô bác xa lánh tôi. À, coi như là thấy chú lạ có cái giống như là này nói là ông này chắc là không phải là người thường hành tinh gì đâu. Tôi sợ cho bà con xa lánh tôi không ạ. À? À, cho nên là tôi không có hơn biết hơn thua với ai người nào đâu. Dạ. Rồi chỉ biết lo làm cái đó rồi tôi giờ lo tới lụm thụm học nghề. Dạ. Ai thấy cái nào mà đương nhiên cái nào ra đường mà hay đó, tôi học. Dạ. Tôi làm đó giờ là tôi thấy rồi là cái đây ông Sáu đây mà mình có tay nghề biết làm mà mình không lên tiếng là vậy cái tâm mình là gai gứt. Dạ. Lên tiếng vợ là chú muốn ăn đá gì chú? Thử cục hả? Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Dạ. Trời dạ. 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 Có chừng răng chú. Đá được nữa hả? Có chừng răng chú. Vô đây nè. Có phun không? Vậy có phun không? Ha chú nốt. Luôn. Không được nha, không có thử được nha chú. Không, bữa hổm tôi đưa cho anh nữa ăn đi là Phật tổ Phật thầy độ. Dạ. Hả? Chú ăn được luôn hả? Tôi vô đây với con nè. Thôi thôi đừng cảnh báo cảnh đừng. Ừ, để chú thôi mà chú đừng ăn nha, chú đừng nuốt nha. Ông nhả ra ông đông đem nuốt. Cái này như cái đá này là mới nãy không? Đó tôi nhìn qua kẻ đó là đầu nó qua. Không, chú đâu ăn được mà. Ủa chú, cái chú đó nãy giờ có nuốt không? Nuốt. Chú đến nuốt được không? À, tôi có nói anh Út ơi, nếu mà mình thật có tâm vậy nào là chẳng tin đi rồi anh đừng anh nhai đi, anh nhai ra đi rồi anh ngâm vậy nè. Rồi anh ngâm rồi là anh mới anh chưa quen đó, anh gắng nghiền ngâm chép giống như cục kẹo mà bắt đầu tiên cắn hơi cứng. Anh chép qua chép lại riết hồi là bắt đầu dần nó mòn bớt cái đầu là anh đúng chiều nó anh cắn nghe cụp là đúng chiều ra liền. Rồi anh nghiến rồi nhừ ra anh nuốt coi đi. Không là bắt đầu hổm lại nè, tôi có nói để dĩa anh cứ ấy đi không sao đâu. Bởi vì mình có cái tâm rồi là dứt khoát là có Phật tổ Phật thầy độ cho mình. Dạ như vậy thì chắc bữa nào để chứng thực với quý bà con cô bác thì video tiếp theo. Dạ. Châu Phú và Tấn Dũng sẽ chở chú đi chụp hình
bộ phận trong cái bao tử của chú, trong cái thận của chú ha, để coi nó có ứ động ở trong hay không thì đó mới là một cái điều màu nhiệm hơn nữa ha. Bây giờ thì chú nói thì coi như là con Châu Phú cũng tạm tin, quý bà con cũng tạm tin ha. Nhưng mà sẽ có một cái video tiếp theo là con Châu Phú sẽ chở chú để đi chụp hình chụp hình hết trong cái bộ lòng của chú ha. Đúng coi rồi. Coi những cái viên đá này nó có nằm đềm mẳng bên trong hay không, nó nằm trong túi mặt hay là nó nằm trong cái chỗ nào đó ha. Nó ứ trong đó nhiều khi lâu ngày quá nó một bự như mày nè một bự như mày nè mà chú mà chú chưa có phát hiện được, mình phải kiểm chứng qua khoa học nữa mới được, thấy không? Tại vì tâm linh nhưng mà phải có khoa học nữa chứ, bây giờ là nếu mà nhiều khi nó ứ trong đó chú không biết thì sao. À còn tôi đó là cái gì chứ, nói điều đó là tôi okay, tới bác sĩ tôi nói cho khám tổng quát mà. Dạ. Tôi bị tôi làm công ty mà. Rồi thời gian làm rồi tôi ra ngoài, tôi làm ngoài đó. Rồi tới hôm nay đó là cũng như là cơ thể tôi vợ là vô là chụp hình trong đó nội soi tất cả cơ thể gì tôi đồng ý hết. Dạ là được, cũng đã có chụp rồi. Cũng đã chụp rồi, trước đây nữa tôi lắng nghe trong mình tôi đó. Dạ. Là bình thường cũng như là đó là ăn cái này ăn là khi no cái tự nhiên cảm giác mình biết no. Biết no. Không là nó no là nó báo cáo mình biết cái cơ thể mình cũng như giờ y chân như mình ăn no là cái bụng mình nó hơi là có no nó phình ra. Chút xíu vậy thôi. Dạ. Nghe là rồi, đó là mình no cảm giác miệng không có dùng nữa. Dạ. Đó là ngày đó nào mà tôi nói thôi tự tâm nha. Dạ. Bữa nay con đi chuyện như vừa đi Châu Đốc đó, hôm con đi 3 ngày con không có ăn cơm nha, con ăn đá trừ cơm. Thì đó đi 3 ngày ăn đá trừ cơm đó rồi về đó. Về nhà mới ăn cơm. Dạ. Đi tới lụm đá ăn nước rồi nó no vậy đó, mà khỏe mạnh nha. Chú làm cho con hỏi á, khi mà chú ăn đá như vậy đó thì chú có lần nào mà chóc da chảy máu ra lần nào không? Máu màu gì chứ? Không, máu tôi là máu O, áo A, A O gì đó. Máu đỏ tươi đó. Máu O. Đỏ ha. Mà đỏ tươi luôn. Dạ. Là cũng như là có nghĩa là ta là đứt dây chảy máu không? Dạ. Chảy máu vậy đó, độ người ta đã sức giả tôi đây lại đó, bùng sình tôi vùi làm luôn, chiều nay hai bữa ba bữa tự lành. Tự lành lại ở trong mọc ra. Mọc ra là lấy bùng chà chà lên hả chú hả? Không có cái vụ là gì làm ghe rồi là sình bùng rồi làm hồ đằng sau. Dạ dạ. Cứ thọc mẹ đập cha vô đó rồi xi măng đầu đại đi rồi vậy là nó không có lỡ gách gì hai ba bữa hết. Ngộ chứ nó không làm độc. Dạ. Nó không làm độc. Đặc biệt cái xi măng chứ nó ăn dữ lắm. Xi măng nó ăn tay rồi tôi ở trần vậy đó rồi là ra mày nắng đầu là vậy đó rồi nó lành hả. Còn người ta sợ người ta phải băng keo thì cái là tùm lum vậy đó. Dạ. Nhưng mà xi măng có ăn tay chú được không? Vô rồi tôi rửa mà rửa rồi về bữa hai lần đầu nữa hết đó. Còn như da tay tôi hiện giờ bằng cây nó chóc thì không mà tôi nghĩ không vài tháng là tự trong ra không còn cái thai nữa, nó trong thịt nó này nó lên gì tôi gỡ nó liền lại bằng giòn tay gì cũng vậy. Bằng giòn tay là vô không có bao giờ bị thẹo vít, ví dụ thẹo vít đâm ha đinh đây chỗ đây tôi bằng ghe chỗ lên đây cái nắm nhổ ra tôi đây rồi vài bữa lành tối ngủ cũng không có nhức gì. Không đi chích ngừa luôn. Nó cũng thấy bình thường. Dạ. Rồi chó cũng cắn nữa, chó cắn rồi không biết chó dại điên rồi thấy vậy thôi cũng không chích. Dạ. Rồi trong bụng nghĩ là nó không bữa nào đây kiến vàng cắn dữ không chết cũng sợ á. Ngày qua ngày biết là bỏ qua tới giờ luôn. Tính ra lâu rồi. Tôi ăn này là lâu rồi. Cái thời gian đưa chị trí á. Dạ. Tôi ăn thêm thứ này thứ kia mình thấy vậy đó. Rồi dầu lửa rồi là tôi cũng uống được. Dạ. Dầu lửa luôn? Còn đó chạy tàu nó giờ lâu quá là tôi lúc ở xong là tôi uống xăng nữa mà. Xăng 92, 95 đều uống. Là khát nước á. Dạ. Thèm, ăn này thèm uống. Lâu thèm. Ăn đá xong rồi, ở dưới ghe thèm quá. Thèm quá tôi uống nữa. Luôn rồi. Rồi uống nước dưới sông đó, rồi ăn đường sống. Nước lớn thì nó trôi là nó xuống tới cầu Cần Thơ mà nước ấy chạy lên cầu... dầm cống nè, cho lên cho xuống ở đó hết 3 năm cái đồng cánh đồng khoai á. Rồi sau này là tôi mới thấy vậy, người ta mới đi bằng mướn, người ta bán rẻ tôi cái máy Honda. Rồi cái này mua xăng ví dụ 5 lít thì tôi chứt răng lít tôi uống, còn tôi vừa lại nó 4 lít là tôi cũng có thử qua rồi. Còn dầu chảy máy này nè là lâu lâu tôi như vậy nãy giờ có dầu tôi uống cốc rồi đó. Uống vô thấy nó cũng mát. Dầu chạy máy, dầu chạy tàu mình nè, dầu chạy máy mình đó. Dạ. Cái đó thì tôi uống nhiều hơn. Sao mà cơ thể của chú lại tiếp nhận những cái vật thể mà thấy tôi lại thèm mà tôi uống nha. Đó là vậy đó, như mình thèm giống hệt như người đừng bà mình tưởng tượng mình nói là có mình bầu thèm mình mới dùng được. Còn bình thường thì thèm cứ cà sát rồi. Còn như tôi thèm bá tầm 7 mà.
cho nên tôi sao đánh mọi người là tôi sợ vậy thôi. Sợ người ta nói mình một cái người dị thường ha. Ờ dị thường á, kỳ vậy đó. Nhưng mà mình xét lại lương tâm mình á, mình cũng biết là ở đi ra đường cũng biết là nhã nhặn với bà con chùm xóm, mình cũng biết là làm từ thiện trong tâm mình á, cũng biết phát huy làm này làm kia, mình cũng biết thương người. Cô bác anh chị em á. Rồi thì con với Châu Phú hôm nay một lần nữa thì Châu Phú đến lần thứ hai rồi, con đến lần thứ nhất để mà diện kiến và xác minh coi chú có thật sự ăn đá như là các bạn đã quay vừa qua hay không. Thì cũng có một số bà con tin, số bà con cũng không tin, cho nên là hôm nay con đến đây để diện kiến chú thì thật sự là chú ăn những cái viên đá này làm cho con cũng hơi bất ngờ. Chứ nãy giờ là con nhai một viên thì con thấy dội rồi đó. Rồi Châu Phú hồi nãy cũng có cắn thành một viên nữa mà cái răng của Châu Phú cũng hơi mẻ tí xíu, mà chú nhai còn rột rột rột, bây giờ là con thấy cũng hơi nổ ốc rồi đó nha. Thì được biết chú có một cái tâm cũng rất là tốt, chú muốn làm tất cả các công việc từ thiện để mà đồng hành cùng với chú Sáu để giúp cho bà con khó khăn. Thì thí dụ như bây giờ có Mạnh Thường Quân của bên con cũng muốn trợ duyên cho chú 1 triệu để cho chú bỏ túi để mua thức ăn hoặc là ăn sáng rồi này kia đó chú, chứ bớt ăn đá lại cho chú khỏe cái răng chú, chú được không? Được. Dạ con xin phép chú thì con nha. Dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi cứ sau này là nói luôn thêm, tôi cũng tới là như đây là Tiến Dũng Châu Phú là như người trong nhà. Dạ. Tình thương sau này ví dụ mà có cái là những cái clip nào mà nói là đặc biệt cần út mức ha. Dạ. Tôi sẵn lòng. Bởi vì cái tâm tôi đó vậy, sẵn lòng để tình thương mình đưa đẩy cái phòng thuốc của sư phụ đây. Dạ. Mỗi kỳ trì mỗi ngày nó càng là phát huy lên. Dạ. Để cho giúp cho bà con cô bác trong nước và ngoài nước đã đến để tham quan du cảnh hoặc là đau ốm bệnh tật ngày càng được mạnh khỏe. Dạ dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi con xin trợ duyên với chú nha. Dạ. 1 triệu ha. Dạ đây 1 triệu đồng của chị Mỹ Linh. Dạ. Là vợ của con. Nam Mô Đà Phật. Mô Phật. Cảm ơn nhiều là cô Mỹ Linh đã trợ giúp cho tôi 1 triệu đồng này để tôi bỏ là chi phí ra đây, để cuộc sống tôi cũng còn bản chặt. Tôi nguyện sau này nếu mà tôi có được cái số tiền tôi lo được trang trải gia đình, rồi sau này tôi là ở đây là tới là mãn. Tôi nguyện là có trên đầu đội trời chân đập đất. Và hai bên Long Thần là hộ pháp là làm chứng cho tôi. Rồi đất đai ông bà tổ tiên đây là có cũng là linh thính hộ độ ông bà tổ tiên của quyền trăm họ. Tôi mong muốn sau này là cô bác bà con anh chị em nào đến đây quay gieo cũng sức khỏe dồi dào. Chứ nó gia đạo trên thượng dưới hòa để giúp cho bà con cô bác một ngày được là lành lặn đi lên con đường thảnh thơi về cửa Phật. Di Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Cảm ơn chị Mỹ Linh là mẹ của con gái con. Đã gửi 1 triệu để trợ duyên cho chú ha. Nam Mô Đà Phật. Cảm ơn chị Mỹ Linh luôn hả? Cảm ơn chị Mỹ Linh. Tới Châu Phú làm gì vậy Châu Phú? Tới em cũng mất tiền luôn. Đại tính đại diện chị chị gì? Chị Tiến hả? Chị Tiến vợ Châu Phú hả? Dạ. Bây giờ là mình kêu bảo bằng chị mới được. Bây giờ thì Châu Phú cũng đại diện cho chị Tiến nha. Má nuôi của Châu Phú mới cho tiền Châu Phú để mua 2 bộ đồ. Thì hôm qua Châu Phú cũng có hỗ trợ anh là tiền xăng của Mạnh Thường Quân cũng cho em đó. Đổ xăng. Thì bây giờ là em còn đây được 450, tính cho 500 mà không có. Giao diện cho anh 450 luôn. Có 50 không? 50 nữa đi. Có luôn. Rồi, ông cũng đa tạ là Châu Phú. Dạ, thôi chú cũng giữ gìn sức khỏe chú ha. Rồi để tiếp cho chú Sáu cái công tác từ thiện ở đây. Cũng cầu chúc cho chú và gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, bình an. Và tăng trưởng cái lòng từ bi để làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh xa tất cả các điều độc ác. Như lời của Đức Tông Sư đã chỉ dạy chú ha. Dạ Nam Mô Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua đây thì Châu Phú cùng với chú Mức ha. Cùng với anh Tấn Dũng cũng xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị. Thì video này khuyến cáo là bà con không nên dùng theo, tại vì chú có một cái khả năng phi thường rất là đặc biệt. Nhưng mà Châu Phú thì cũng không biết trong người chú này không biết có phần nào không.
cũng rất là lạ. Thì chú cũng mong là quý cô chú anh chị đừng có xa lánh chú, vì chú cũng là một cái người bình thường thôi, nhưng mà lạ giống như là những cái bà con mà có bầu vậy đó, thèm, mà chú thì có cái thèm đặc biệt là thèm đá cùng với những xăng dầu vậy đó vị. Thì trước khi kết thúc video thì xin cầu chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an đem đến cho vị nhé. Thằng ái kính chào và tạm biệt nha. Vâng, và Tiến Dũng và Châu Phú xin mời vị hãy đón xem video tiếp theo. Thì anh em của Tiến Dũng và Châu Phú sẽ đưa chú đi bệnh viện để chụp toàn thể bên trong bộ đồ lòng của chú coi có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, cũng như là có động là những cái viên đá này hay không. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đón xem video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người.